Hello, xin chào Việt Nam. Hello anh. Thì em suy nghĩ rất là em suy nghĩ thế giới bây giờ là thế giới công nghệ, thế giới mình nói đại khái là thế giới truyền thông rồi đó, cái gì cũng ở trên mạng, cái gì cũng đưa lên internet, cho nên nó rất là nguy hiểm, mà nó rất là nó chỉ cần ngồi một chỗ thôi, nó tuyên truyền tầm bậy tầm bạ, bố liếu bố láo thì mình cũng đã thấy rồi, nó xảy ra trên mạng như vậy đó. Cho nên nó làm cái này nó không có phải là, mà anh biết nó đâu phải là một thằng đâu, nó nhiều thằng nó làm ra rồi, mỗi một thằng nó làm ra đâu phải là một nick, cũng có nhiều nick lắm, hùng bà lằn sáng cấu hết. Nó phá mà nó phá một cách từ từ, mà nó phá một cách giống như không có bạo động, phải không? Đúng rồi. Từ từ nó sẽ có đó, nó nguy hiểm lắm. Cho nên cái bài của nó phải cẩn thận. Còn cái đám bên này thì lúc nào nó cũng vậy, cái đám mà chống phá, anh biết sao không? Đa số em thấy ở bên này người dân người ta cũng bình thường, người ta không có cái gì đâu, người ta cũng lo làm ăn, người ta cũng lo làm ăn, lo cho gia đình, rồi người ta đi về quê hương, người ta không có đếm xẻ. Nhưng mà cái đám ôn binh này nè, cái đám là phá nè, cái đám mà rậm rạch á, đúng rồi, mẹ nó mỗi một lần mà này kia nào nó hay làm này làm nọ lên đó, thì chỉ có cái đám đó thôi. Chứ còn thật sự đa số người dân mấy cái gì kiểu ở bên này á, người ta không có quan tâm. Chính xác. Người ta còn thấy, người ta còn ghét nữa, chứ đừng có nói người ta bực mình nữa, chứ đừng có nói. Anh thấy không, biết từ mấy cái hội chợ ha này kia năm nay á, tự nhiên không, cái cờ vàng ba sọc đỏ nó từ từ nó biến bớt đi. Em không có nói là 100% là nó biến mất, thì tất nhiên là anh vô những cái khu ổ của đám chống cộng này kia nọ đó, thì còn chứ không phải là biến mất được. Nhưng từ từ những cái hội đoàn này, những cái hội này hội nọ, người ta mở hội chợ ra, người ta chơi rồi này kia, riết từ từ người ta dẹp cờ vàng, anh thấy nó từ từ nó biến mất tiêu à. Đúng rồi. Chỉ còn một cái số mà thuộc loại mà cứng đầu á, cái số mà quá cứng đầu ngu si lên cứ tối ngày môi móc Việt Nam ra. Nhưng mà thật sự thấy không, mà bao nhiêu người về Việt Nam người ta mê, người ta thích gần chết, nhưng mà những cái chuyện đó là rõ ràng sờ ngay trước mắt tụi nó, nhưng mà nó phớt cái nơi, nó phớt lời. Mà lên đây em định em có một cái video clip này ngắn nhỏ, em định cho anh chị em tham khảo tí xíu à. Em nói chuyện với cái em đi ra ngoài coi thằng con em nó đá banh à, mà em gặp cái ông này, ổng hồi xưa ổng là captain là chỉ huy rồi đó à, captain đội trưởng đúng không, đội trưởng của quân của lính Mỹ đó nha, mà ổng là captain của cái quân lính Mỹ mà của thủy quân lục chiến á à. Ôi trời ơi, em nói chuyện với ổng có chút xíu thôi, tại em vô cũng hơi bị trễ, cho nên em hẹn ổng bữa nào ra ngoài đó gặp lại, phỏng vấn, nói chuyện với ổng chơi một bữa. Ô mẹ, em cười bế bụng. Em hỏi ổng về cái hồi thời xưa đồ như thế nào vậy á. Em đang tìm cách em bỏ nó vô cái video này, vô cái laptop ở đây chút xíu đi, rồi em mở lên cho anh chị em coi chơi. Thì dạ thì đó, vui lắm, để tí nữa coi rồi hài, super hài luôn, coi ổng nói quân đội hạng tư thế giới là nó như thế nào. Ê cụ. Rồi chắc em mở cái này lên chút cho anh đi nghỉ coi chơi. Ok mình ra trước khi đi ngủ. Trễ rồi. Cái này á, cái ông già này á, tại vậy nè, em đi ra ngoài á, em đang tình cờ em đi thôi, cái ông cũng em thấy ổng sao ổng đứng ổng cứ nhìn em, ổng cười thì chắc ổng cũng thấy mình giống biết người Việt Nam hay sao đó, phải không? Cái ông cười, cái em cũng đứng gần đó, em đang kiếm chỗ để em vô em coi đá banh, cái ông sáp lại, ông nói chuyện với em thì em chỉ quay, nói chung là nói chuyện dài dòng do Tam Quốc lắm, nhưng mà em chỉ quay em cắt mấy cái khúc mà ổng nói mà quan trọng thôi, thì đó dài lắm nhưng mà em cắt khúc ngắn thôi chứ thôi coi mà lâu lắm. Với em cũng không có quay lên mặt người ta, cũng mất lịch sự, anh biết không? Mình đúng rồi. Vô cái em vô thì em quay phim, em quay phim cái sân banh thằng đá banh xong rồi sẵn ngay ổng cái em quay cái máy xuống đất, em sợ quay vô mặt người ta lỡ ổng chửi chết cha nữa. Mời anh chị em coi chút xíu ha. Okay. So they beat the French in the Indochina War. We didn't know what we would do. Âm thanh nghe rõ không anh? Rõ mình rồi. À, để em bấm lại. Nghe vui lắm. So they beat the French in the Indochina War. We didn't know what we would do. They beat the French. The VA. Yeah. VA, that is they've been fighting for 1,000 years. Yeah. VA á là Vietnamese, A là Army, là quân đội của Việt Nam là ở ngoài Bắc á. Đó, ổng nói là they beat the Chinese and French, là cái quân đội ngoài Bắc đã từng thắng giặc phương Bắc rồi thắng Pháp tùm lum đó. For 1,000 years là ngàn năm á. Let me ask you this. So when you there for a year, so you know a lot of things about both sides. So what do you think the VA, the Vietnamese army, how they were the best? They the best. They are the best. They had Russians and Chinese. Anh hiểu không? Em hỏi ổng á là như thế này. Em hỏi ổng là khi mà ổng qua đó 1 năm, em hỏi ổng á, ổng ở ngoài Đà Nẵng, Quảng Trị rồi này kia. Em hỏi ổng là ông ở đó 1 năm thì ông cái suy nghĩ của ông á là lính của quân đội Việt Nam á như thế nào? Ông nói they are the best. Anh biết the best là gọi gì? The best là super đúng không? Super best. Thí dụ như good rồi còn tới best nữa, rồi mới tới excellent nữa, anh hiểu không? Đúng rồi, best seller giống như best seller đúng không? The best là giống như là giỏi luôn á, super giỏi luôn á. Very good. How about the South Vietnam? Đó. How about the South Vietnam? Bây giờ em hỏi South Việt Nam là Việt Nam Cộng Hòa đó. Nam Việt Nam. The South Vietnam is like they were terrible. Yeah. Terrible. Em hỏi how about the South Vietnam là lính Việt Nam Cộng Hòa. Ông nói they are terrible. Terrible có nghĩa là tồi bại á. Tệ hại đúng không? Tệ hại á là terrible á. Terrible. I love it. You know what? Để nghe em nói lại nè. South Vietnam is like they were terrible. They are terrible. I love it. You know what? They get support by U.S. Army. But look at what the way they we thought they would make it democratic and everything. And Ho Chi Minh, he would never give up. Exactly, because they fight. They think they fight for their like destiny. The destiny that they've been fighting for 1,000 years. Exactly. Em mới nói ông á. Em mới nói với ổng là cái đám Việt Nam Cộng Hòa đó là được bảo kê bởi chính phủ của Mỹ, quân đội Mỹ. Thì ổng mới nói là tụi tao tưởng đâu là đúng rồi, vừa bảo kê tiền mà quân đội tùm lum hết. Ổng mới nói là tụi tao tưởng đâu là tụi nó sẽ làm được nền dân chủ đồ này kia kia đó. Ổng cũng sai lầm mà, ổng cũng nói tụi tao tưởng đâu là sẽ làm được, lập được nền dân chủ này nọ ABC vậy đó. Nhưng mà thật sự ra không ngờ Bác Hồ hồi xưa là cái người ta đánh lính của Bác Hồ hồi xưa là người ta đánh theo cái lý tưởng. Người ta đã chiến tranh vì lý tưởng cả ngàn năm như vậy rồi. Đó, cái đó mới là ngầu đó. The South Vietnam but the army like the Vietnamese call like the Republic the Vietnam Republic, right? The Vietnam Cộng Hòa. They took all your money from the U.S. government. Yeah, and then they ran away when they were fighting. They ran away. Nghe ông nói không? Em nói, em mới hỏi ông á là tụi bay đem lính qua rồi tụi bay đưa tiền cho tụi nó. Đó, đem tiền đổ tiền vô cho tụi nó đánh đồ này kia. Ổng nói yeah, xong rồi nó lấy tiền nó ăn hết rồi nó chạy mất tiêu hết trơn rồi nó đéo có. Ông già luôn á, cái đó mà em mà quay được cái mặt của ổng anh cười bởi bụng, ổng gãi cái đầu ổng đưa cái tay lên ổng gãi đầu ổng quay qua chỗ khác ổng nói ôm nó lấy tiền xong nó chạy mẹ nó hết trơn rồi. Nó vô chưa từng thấy luôn. Nghe lại cũng này vui đúng nè. All your money from the U.S. government. Yeah, and then they ran away when they were fighting. Ran away. They ran away là nó đã chạy mất hết rồi. Ran away hả? I'm born and raised later, but everything I heard from này nghe ông nói gì nói chuyện. They hated the Viet. The yards, yeah. I like them though. They were good people. I got great grandchildren now. I know. I love it. You look pretty. Yeah. Okay. There's some beautiful women one. Yeah. Yeah, it looks good now. Very good. Turn upside. Yeah. Have you ever seen any picture, anything like Vietnam now? Yeah, it looks good now. It could turn upside down. It's totally different. Absolutely. Now we do business with them now. Đó, ông nói Việt Nam bây giờ em hỏi ông có nhìn thấy Việt Nam không? Ông nói là Việt Nam bây giờ là rất là đẹp, làm ăn với nhau. Yeah, we all like friends now. Yeah. Crazy, ain't it? It's crazy. Time change. All right, hope to see you again. Yep. Mấy bạn nghe cái ông đó, đã qua nghe không? Nghe đó người quan với anh chị em nghe ông đây là ông này là ổng qua bên đó ổng làm captain cho cái đám mà thủy quân lục chiến đó là Marine đó. Marine là Special Force đồ là thủy quân lục chiến đó, hồi xưa cái thời chiến tranh đó. Ổng còn nói nữa mà ổng nói rồi mà chính phủ Mỹ á, em hỏi ổng em hỏi chính phủ của Mỹ đưa tiền rồi đưa quân đội rồi qua cho tụi nó đánh rồi sao, ổng nói ổng á đưa tiền qua gì nó đánh nó đánh xong rồi nó không có đánh mẹ gì lấy tiền chạy mất tiêu hết trơn. Quá chơi vậy đó. Run away hả? Đi run away. Run away. Cái này là không phải là hit and run nữa mà cái này không có hit mà nó ran luôn, nó ran away luôn. Đua luôn phải không? Đua luôn. Việt Rai nhớ không? Việt Rai nhớ có một lần mà mình gọi messenger với Việt Rai để Việt Rai nói chuyện với ông anh rể của mình người Mỹ không? Dạ, nhớ anh. Ông đó là hồi xưa ông làm phi công á. Ông phi công không? Ông phi công ông đá trực thăng ở ngoài cái chiến trường Huế đó. Dạ. Ông đó cũng vậy, ông này ở Đà Nẵng, Quảng Trị rồi nè. Để bữa nào á, có dịp á làm cái này nè, anh sẽ lôn vô, nhưng mà việc ra phải rảnh kèm, tại vì thực ra là cái tiếng Anh của anh thì nó cũng có hạn thôi, mình chỉ biết chút chút thôi chứ mình không có biết nhiều. Đó, là có dịp tại lôn vô cho Việt Nam lên nói chuyện với ổng chứ vô nói chuyện thời xưa đâu coi ổng ý kiến ý còn thôi, nhưng mà ổng về Việt Nam rồi ổng mê chết bà luôn vậy. Không, hôm nay ở Mỹ thì em biết, nhưng mà ổng về Việt Nam ổng thấy ổng khoái với bà cỡ tầm thì vì cái ông đó là Howard ra biết không. Lúc đầu anh không có dám về, lúc đầu anh không dám về không? Đúng rồi, từ bên kia cũng có luồng dư luận á là mày mà về á là Việt Cộng nó sẽ bắt nó giết mày, thì hồi xưa gọi Việt Cộng là mấy ông mới hay nói là VC á. Đó, tự vì mày trước đây từng là lính Mỹ này kia nọ phải không, nó mày về là nó bắt nó giết mày liền, nó bắt bỏ tù tùm lum, hù ở tùm lum. Ông cũng sợ, tại vì ông cứ già hoài đâu không biết. Nhưng mà cuối cùng ông vẫn quyết định ông về. Về xong y như Việt Nam đó, về mê luôn, về xong ghiền luôn, về xong rồi về Mỹ lại xong qua nữa là hoạn là sắp tới lại về Việt Nam nữa nè. Đúng rồi. Về cho dắt về Việt Nam cho dắt đi chơi rồi khoái lắm, cái anh gẹo hoài à. Anh gẹo hoài nói ủa vậy sao? Từ ngày mà về anh già có một VC nào tiếp cận không? Nói không, có mình mày là VC mày tiếp cận tao dắt tao đi chơi à. Hình như ổng cũng ở trên Minnesota chỗ ông Cầm á. Đúng rồi, ổng đâu gần đó đó. Mà lạnh thấy bà luôn. Ok. Bữa nào coi sắp xếp làm cái clip với ổng, còn thôi là rủ ổng lên ra chim luôn ở Việt Nam. Để đó em coi em có còn gặp được lại ổng không để em canh. Ok. Cảm ơn ra rất là nhiều.